so sánh giá của cửa nhựa composite với thị trường hiện nay. Hiện nay, việc chú trọng vấn đề an toàn đang là vấn đề được đặt lên hàng đầu của người dân, đặc biệt là trong chính ngôi nhà của họ. Đi kèm theo đó là vấn đề mang tính thẩm mỹ. Rất nhiều người đã tin dùng và lựa chọn cho mình những chiếc cửa nhựa composite thay vì phải sử dụng những cánh cửa khác như cửa nhựa PVC giá rẻ, cửa nhôm, cửa sắt, cửa nhựa loại thép, v.v. Một cánh cửa nhựa gỗ composite được thiết kế để có vẻ bề ngoài như một cánh cửa gỗ, đường vân gỗ đẹp và hấp dẫn. Nhưng nhờ các vật liệu được sử dụng nhập khẩu cao cấp, nó sẽ không bị phai màu cũng không yêu cầu bất kỳ sự bảo dưỡng nào ngoài việc lau bằng vải ẩm nếu bị bẩn. Chịu được nước và chống với mọc tuyệt đối 100% là tính năng cực kỳ ưu việt. Giá trên thị trường của một bộ cửa nhựa composite có giá dao động từ 3.300.000 đồng đến 4.300.000 đồng một bộ, chưa bao gồm phụ kiện và lắp đặt. Nhưng khi đến với Sài Gòn Đo, quý khách chỉ cần chi trả số tiền từ 2.900.000 đồng đến 4.200.000 đồng một bộ, chưa bao gồm phụ kiện và lắp đặt, thì quý khách đã có thể sở hữu ngay cho mình một bộ cửa nhựa composite với rất nhiều lợi ích.